With their face covered, holding pipes and sticks, dozens of Venezuelans government supporters stormed. Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tấn công vào tòa nhà Quốc hội hôm 5 tháng 7 và khiến cho nhiều nghị sĩ bị thương. Cuộc đụng độ diễn ra vào đúng ngày độc lập của Venezuela, là một động thái mới nhất trong chuỗi bất ổn tại đất nước Nam Mỹ, vốn đang phải vật lộn để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và những cuộc biểu tình đường phố đẫm máu đòi lật đổ chính phủ. Đoạn video tại hiện trường tòa nhà Quốc hội Venezuela cho thấy những người biểu tình ủng hộ chính phủ cầm cờ, gậy, đá. Bên trong tòa nhà nhiều nơi có máu vương trên sàn và các bức tường vì các nghị sĩ bị tấn công. Chủ tịch Quốc hội Julio Borges cho hay có ít nhất 5 nghị sĩ và 7 nhân viên của họ bị thương trong đợt bạo động lần này. But also planted doubts about who might be behind the attack. I have been informed that during this important, brilliant, beautiful civil military event celebrating total independence, there have been some strange occurrences. They're always strange when the opposition is involved. Protests by government supporters have become the norm in recent months, every time the opposition-controlled assembly is in session, but they have never been this violent.